Quân đội Ukraine ngày 25 tháng 12 tuyên bố bắn hạ 5 máy bay chiến đấu của Nga trong 3 ngày, gọi đây là một trong những tổn thất lớn nhất đối với lực lượng không quân Nga kể từ khi xung đột bắt đầu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bình luận trên mạng xã hội X vào ngày 25 tháng 12, lễ Giáng sinh năm nay tạo nên khí thế phù hợp cho cả năm tới về những cơ hội của chúng ta, cơ hội đàm phán với các đối tác, cơ hội tăng cường lá chắn phòng không của chúng ta, cơ hội bảo vệ đất nước của chúng ta khỏi Nga. Phòng không của chúng ta càng mạnh, lực lượng Nga càng ít xuất hiện trên bầu trời và trên đất liền của chúng ta. Ông Zelensky hồ hởi chia sẻ, tổng cộng, chúng ta đã bắn hạ 5 máy bay chiến đấu Sukhoi trong tuần trước Giáng sinh, điều này rất ấn tượng. Ukraine tuyên bố bắn hạ 3 máy bay ném bom Su-34 của Nga ở mặt trận phía Nam vào ngày 22 tháng 12. Đến ngày 24 tháng 12, không quân Ukraine thông báo tiếp tục bắn hạ một máy bay ném bom Su-34 của Nga trên mặt trận Mariupol và một máy bay chiến đấu Su-30 ở Biển Đen. Báo The New York Times nhận định việc Nga mất liên tiếp 5 máy bay chiến đấu được xem là một điểm sáng hiếm hoi đối với Ukraine, trong bối cảnh lực lượng Kiev phải đối mặt những bước lùi liên tiếp kể từ khi bắt đầu chiến dịch phản công vào tháng 6. Các nhà phân tích quân sự cũng như một số quan chức Ukraine cho rằng các hệ thống tên lửa Patriot do phương Tây cung cấp có thể đã được sử dụng để nhắm bắn máy bay chiến đấu của Nga. Đây là một diễn biến đáng chú ý khi các hệ thống phòng không của Ukraine vốn hầu hết được triển khai để bắn hạ tên lửa thì nay được sử dụng để bắn hạ máy bay chiến đấu của Nga. Về phía Nga, trong ngày 25 tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tuyên bố quân đội nước này đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Marinka, nơi vốn được coi là thành trì của lực lượng Ukraine ở tỉnh Donetsk, vùng Donbass. Thông tin này được ông Shoigu báo cáo trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông này nói, trong chiến dịch tấn công, các đơn vị xung kích thuộc lực lượng phía Nam đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn Marinka, phía tây nam Donetsk. Theo Tổng thống Putin, việc kiểm soát hoàn toàn Marinka là một cột mốc quan trọng cho phép Nga đẩy lùi lực lượng của Ukraine ra xa Donetsk hơn nữa. Nhắm vào Marinka là một phần trong nỗ lực tấn công mà Moscow đã phát động trong những tháng gần đây, dọc theo mặt trận phía đông, và việc chiếm giữ thành phố này có thể giáng một đòn mạnh vào tinh thần của người Ukraine, theo tờ The New York Times. Tuy nhiên, người phát ngôn quân đội Ukraine Oleksandr Shestubin bác bỏ tuyên bố của Nga rằng lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát Marinka. Ông này khẳng định lực lượng Ukraine vẫn đang ở trong thành phố Marinka.